Xuất khẩu thủy sản có thể đem về 2,4 tỷ đô la Mỹ trong quý tư năm nay. Đây là dự báo mới được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP đưa ra. Nhiều mặt hàng thủy sản như là cá tra hay là cá ngừ thì bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn ảm đạm hồi đầu năm. Và tôi nghĩ là để có được những cái dấu hiệu tích cực như là anh Chí vừa chia sẻ thì các doanh nghiệp cũng phải xoay sở rất là nhiều cách, rất là nhiều giải pháp để có thể đa dạng mặt hàng, tìm kiếm được các thị trường ngách. Và trong nỗ lực đó thì không thể thiếu sự đồng hành từ nguồn vốn vay ngân hàng. Điểm tựa tài chính hôm nay sẽ ghi nhận câu chuyện từ một nhà máy xuất khẩu cá tra tại An Giang. Cá tra phi lê, cá tra cắt nhỏ, da cá tra tẩm gia vị, cùng là con cá tra. Nhưng doanh nghiệp này có trên 15 sản phẩm khác nhau, phục vụ cho từng nhóm khách hàng xuất khẩu khác nhau. Doanh nghiệp chia sẻ, họ phải đầu tư dây chuyền máy móc để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Mình phải nâng cấp máy để khi mà miếng cá đem ra như thế này là đạt độ. Mình sẽ gọi như thế này là sẽ đạt độ. Mình phải nạp thêm ga, mình phải thay máy, mình phải thay biến tầm, thay rất là nhiều để mà máy móc để có thể chạy chất lượng. Vì khi cấp đông ra chị chạy chất lượng thì mới là đảm bảo được chất lượng và nhiệt độ con cá giao đến tay khách hàng. Thay máy mới, đầu tư thêm công nghệ cấp đông sâu, con cá tra từ nhà máy đã đi tới khắp các thị trường, đem về hơn 500 tỷ đồng doanh thu mỗi năm. Lượng đơn hàng bắt đầu nhiều hơn kể từ cuối quý 3. Khi làm việc hết sức khẩn trương và hối hả của những người lao động nơi đây, khi mà họ đang chuẩn bị cho đơn hàng cá tra phi lê xuất khẩu, nhờ chủ động thu mua nguyên liệu từ sớm cho nên doanh nghiệp đã có thể có được lượng đơn hàng ổn định trong vòng 2 tháng tới. Trung bình mỗi tháng thì họ xuất khẩu được từ 30 đến 40 container. Để kịp thời có cá nguyên liệu cho sản xuất, doanh nghiệp đã xây dựng mô hình chuỗi liên kết với hộ nông dân. Họ chủ động hỗ trợ giống, thức ăn cho các hộ nuôi ngay từ đầu vụ. Nhiều nguồn vốn vay ngân hàng, sự liên kết giữa doanh nghiệp, hộ nuôi và ngân hàng đã đem lại hiệu quả cho tất cả. Khi mà mình đầu tư và mình hỗ trợ giá cho người nông dân như vậy, duy trì được cái nguồn vốn để mà họ tiếp tục họ chăn nuôi. Gói năm nay thì thấp hơn trước là 1,5% trang trải được cái nguồn vốn để mà xoay vòng trong cái sản xuất kinh doanh này. Dành nhiều cái gói cho doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp thủy sản ưu đãi và chi nhánh cho vay với lãi suất rất thấp và được trụ sở chính chúng tôi hỗ trợ thêm phần phí, đồng thời là cũng kết hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để biết được những định mức kỹ thuật, những vùng nguyên liệu, những nơi quy hoạch để làm sao mà phù hợp đúng với định hướng của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, phù hợp với kinh tế vùng và phù hợp với kinh tế của từng địa phương trong việc nuôi trồng và phát triển thu mua chế biến thủy sản. Gần một nửa trong gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho vay lâm sản, thủy sản đã được giải ngân chỉ trong vòng 3 tháng gần đây. Kết quả này được kỳ vọng là những tín hiệu tích cực cho ngành thủy sản trong quý cuối năm.